Cái này là lựa chọn của anh em nhá, tôi không biết đâu. Hôm nay tôi sẽ nâng cấp bè của tôi lên và tìm ra được tháp radio. Nó kìa. Khoan, trở về với lúc đầu nào. Chào mừng anh em quay trở lại với Crab. Yep. Sau một tuần vắng bóng thì nói chung là tôi cũng xây được nhiều thứ lắm anh em. Giống như cái này đây, khá là ngầu. Hoặc thu được cũng khá là nhiều đồ luôn. Đấy, tôi xây thêm cái mũi tên trên đây. Một cái nhà thì nó hơi vô lý, và hai cái chậu thôi, và trái dưa hấu. Tập này là tôi sẽ nâng cấp cái nhà tôi lên đấy. Lượm đồ cũng khá là nhiều nha. Gì nữa không nha? Thôi, đây, smelter nail. Nail thì tôi có được nhiều lắm. Yep. Tôi nghĩ là làm hai cái luôn đi cho nó ngầu anh em. Máy nhạc trên kia từ từ để tôi tắt cái đã. Cú thế nha. Nung chứ để đây. Để đâu nha? Đây. Lầu đấy anh em. Đầu tiên là chỉ có metal với lại hai cái này thôi là ok. Còn nhiêu là xây từ từ anh em. Much later. Trong lúc nó nung thì tôi sẽ làm một chút xíu. Cút. What? Cút luôn đi nha con. Kéo lại đúng không nha? Không được rồi. Bỏ đi. Tôi sẽ làm một cái gọi là giống như là tàu Titanic vậy đấy anh em ạ. Đấy. Ta là thuyền trưởng, ta làm chủ con tàu Titanic này. Tại vì trong đây là con tàu của tôi là to nhất rồi đấy. Đảo chắc chắn sẽ có đồ anh em. Nhưng mà cứ từ từ thôi. Tôi đang cũng khá là nhiều đồ nên là chưa cần thiết để qua đâu. 8:01 PM. Nung cứ gần xong rồi anh em ạ. Nói chung là giờ hết rồi đó. Tôi nung cái seaweed này. Đấy, seaweed không phải là cỏ biển đâu ba. Là tảo ba. Không phải hết chưa là phê đâu ba. Sau khi mà tôi build được cái nail nha. Cái này gọi là cái nail đúng rồi. Khá là ngầu luôn nha. Và nói chung là tôi có một cái cây để chơi con cá mập. Tôi chất chơi lắm, tôi bị 4 cái này luôn cho nó lẹ anh em. Hoặc tôi cần cái siêu quýt này để tôi có cái chai nhựa nhiều nước hương, chứa nhiều nước hương. Tôi cần làm cái gì nữa nha? Làm này trước rồi tới cái này cooking pot. Đây, nung khá là nhanh để có chai nước. Chúng ta sẽ có chai nước ra. Hoặc tôi có thể múc nước ở đâu giờ ta? Tôi cần làm cái này, học cái này đi. Đợt, ông thở một cái chai nước, 5 cái này. Ok, được anh em. Tôi nhớ tôi nhiều cái này lắm mà ta. Tôi 9 cái lần á. What the? Cái này cũng nhiều. Chai nước, một chai nước, thiếu một cái. Có vẻ là nếu mà làm ra kiến thì chắc tôi sẽ nung cát quá anh em ạ. Tôi nghĩ là như vậy, tôi còn 7 cát đây. Không biết có thể làm ra trò trống gì hay không. Tôi sẽ làm cái này, nó sẽ bơi nhanh hơn anh em ạ. Quăng vô. Bơi rồi. Nhanh hơn thiệt anh em. Cây mấy con quỷ nữa nha. Mày chết đi. Rồi, để tôi thử nung cát coi ra sao. Cát coi. Có cát anh em ạ. Có vẻ là tôi sẽ có nước đây. Là những cái dụng cụ mà nãy tôi tạo ra đấy anh em. Xúc đất. Có thể tìm được kho báu không thì tôi không biết. Theo như dự đoán của tôi là nó sẽ ra kiến. Và chắc chắn là như vậy luôn rồi. Tôi sẽ có một cái gọi là máy có thể chứa nước được. Easy. Mấy quỷ đó lại lên ăn nữa anh em. Cây thế. Có vẻ là tôi sẽ đặt trên đây. Good. Nó cứ bay về phía đó. Ôi, nhặt được. Tôi giết con luôn con cá mập rồi anh em ạ. Nên sẽ không thấy nó. Ôi. Nghe mới vừa gáy. Tôi cần nước, chai nước. Đổ vô. Bao lâu sẽ có nước? Tôi nghĩ là tôi nên đi lên trên đảo. Tôi xúc một ít cát. Tôi sẽ bơi lại đảo. Bước vô. Thoải mái đi. Bố mày sẽ... Con này bị khuyết tật rồi anh em ạ. Ta đã lâu nè. Hai cái. Ui, mới được chọt nó cái. Đào đất là đảo đâu nha. Giờ tôi còn không biết đất nó đâu nữa mà anh em. Nên là từ từ thôi. Tôi bơi nhanh thật sự. Có nước chưa ta? Có nước rồi. Tưới cây. Hình như tôi nhặt được. Wow. Water. Hết nước luôn. Cũng không sao anh em ạ. Tôi sẽ tạo lại cái cung tên. Và không có gỗ, tôi phải đi thôi anh em ạ. Nhổ neo anh em ơi. Hướng này à. Ok, chúng ta sẽ đi hướng này. Trên đảo có cây mà tôi không có rìu nên là không chặt được rồi anh em. Wow, có vẻ là tôi quên một điều. Tôi mãi mê nung cái này quá anh em ạ. Nên là tôi quên nung cái copper. Cái copper là cái chủ yếu luôn đấy. Cái copper là để nung ra có cái mạch điện anh em ạ. Và tôi có thể chế tạo ra cái gọi là gì nha. Radar. Tôi có thể tìm được cái hòn đảo to hơn và đồ sộ hơn. Có vẻ là như vậy. Bây giờ là tôi đang thiếu gỗ trầm trọng luôn anh em ạ. Chỉ mãi mê nung quá nên là không có gỗ. Tập trung build một cái rìu. Tại tôi đang có hai cây trên mà tôi không thể chắc được. Vô lý vãi. Cây rìu. Yep. Cuối cùng cũng có. Come on.
cuối cùng cũng có nước anh em ạ. Và có gỗ, cuối cùng cũng có gỗ anh em. Ngon vai, quá chi là dữ. Uống luôn, tôi còn quăng bớt cái này. Tại tôi có cực kỳ nhiều cái đấy luôn ấy. Đồng, 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 đồng. Đồng đi nào. Chúng ta sẽ có đồng, tạo ra dây điện. Tôi sẽ chỉnh hướng gió. Tôi sẽ chỉnh hướng bường. Gió sao chỉnh được, vô lý. Thời khắc đến rồi. Chúng ta sẽ học được những gì từ đây? Bom mạch điện. Cái này là gì nhỉ? Điện. Học nốt. Tôi sẽ chế tạo bom mạch điện. Hơi này hơi chát nha. Vài. Một cái. Rap. Học luôn. Research. Nice. Chúng ta sẽ có receiver. Tôi sẽ cần hai cái này và một cái này. Một cái anten nữa. Điện đâu ta? Điện đây. Một đồng. Ba cái này. Có vẻ là tôi sẽ tấp vô một cái hòn đảo nào đó. Tôi sẽ nâng cấp con thuyền tôi lên. Có đảo không? Ở đây. Tao cần. Ôi ôi ôi. Có đảo, có đảo, có đảo. Ngon. Ok ok. I'm coming for you baby. Có vẻ là tôi sẽ đi lặn. Tôi kiếm một vài thứ. Chế tạo battery. Cần nhiều cái này nè. Chúng ta đang cần nhiều cái này này. Một cái battery, white wood. Hai cái receiver. Ok. Ôi. Ôi con. Ăn khí thế vậy con hả? Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn. Mốt bớt lại nha con. Battery required. How to duck. Nice. Ủa, ta đảo chưa? Ê. Từ từ chưa mày. Anten một cây. Con ốc. Tôi nghĩ là cái này vác lên hơi xa, hơi cao để anh em. Một giây. Màu xanh nữa. Không hiểu tại sao luôn á. Đủ luôn. Wow. Có vẻ là một cái đặt ở đầu này. Một cái đặt ở đầu đây. Nói chung là đi hơi vướng nhưng mà ok anh em ạ. Nope. Come on. Yep. Yes. Nhưng mà khá là xa luôn ấy anh em. Cái gì phải từ từ thôi. Tôi quyết định tôi sẽ đi lấy một ít gỗ và một vài đồ ở dưới nước anh em ạ. Sau khi đi lấy đồ về thì cũng được một mớ. Có vẻ là tôi nên nhổ neo. Tôi phóng qua bên kia luôn anh em. Nhổ neo. Đây đúng không? Có vẻ là hương xéo. Hương gió luôn. Đây. Đi cũng nhanh đấy anh em. 4 cái. Đấy. Sẽ có cái ống nhòm. Yep, ống nhòm is coming. Xa đấy anh em ạ. Xa đấy. Tôi còn chừng nào mới tới? 1000 mét nữa. Tôi nghĩ là sẽ còn 1000 hải lý nữa tôi sẽ tới. The next day. Có đồ. Nhưng mà cậu chưa có cái thứ gì. Cái gì đây? Sắp tới rồi anh em ạ. Wow. Chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Crack. Sẽ làm luôn cái lò nướng. Đấy, lò nướng. Tôi có thể nướng được những con lớn. Ok. Đã chưa? 500 mét nữa. Tôi cứ tưởng cái này nhỏ chứ nha. Thôi mà thôi kệ đi. Chỗ tôi cũng rộng. Hay là cái chỗ không gian bếp của tôi. Tôi cần công thức. Công thức hả? Đây. Công thức đây. Có nhiều công thức đấy. Quăng vô. Nhà tôi bắt đầu hiện đại lên rồi đấy anh em ạ. Đấy. Ok. Đấy là không gian bếp. Còn tới đâu thì tôi chưa biết. 400 mét nữa. Nó kìa. Ray. Nó. Trong lúc đang đi tới kia thì tôi nấu được một mớ này nè. Cuối cùng thì cũng tới. Một cái trạm phát sóng khá là lớn. Tôi quyết định đi khám phá một chút xíu. Lấy một vài mẫu nốt. Tôi phát hiện ra con đường có thể tiến lên được phòng điều khiển. Và ở đây tôi sẽ có một công thức mới.
Và tôi cũng đã tìm ra được mã code. Không biết hành trình tiếp theo tôi có thể tìm được những người sống sót hay không đây.